Thanh niên Trung Quốc thất nghiệp, sống như chuột trong ổng cổng. Hãy tưởng tượng xem, nếu một ngày nào đó chúng ta rơi vào hoàn cảnh bị mất việc làm, không có thu nhập, không có tiền thuê nhà khi đang sống xa quê, thì phải làm thế nào? Nhiều người chọn cách về quê, làm gì cũng được miễn là có thể sống qua ngày. Nhưng rất nhiều người thậm chí không có đủ tiền để di chuyển, họ chỉ có thể ở lại các thành phố, chấp nhận một cuộc sống lang bạt kham khổ và tìm công việc để kiếm sống. Hãy nhìn những video sau đây. Rất nhiều thanh niên ở thành phố Đông Quảng đang sống như chuột trong các ống cống. Họ không có việc làm, không có thu nhập, không đủ tiền thuê nhà nên phải chấp nhận cảnh này. Những hình trụ rỗng tương tự như ống cống được xếp thành hai chồng, kích thước của mỗi ống chỉ đủ cho một người nằm, trong đó đều có quần áo và các vật dụng. Thành phố Đông Quảng, tỉnh Quảng Đông từng được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Các tập đoàn lớn như Sanyo, Panasonic, Samsung, Sony, Nokia, Canon đều từng có những nhà máy lớn với hàng chục ngàn người tại đây. Nhưng hiện nay lại lâm vào tình trạng này, đủ cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang suy sụp như thế nào. Một người đàn ông đến thăm nơi này cho biết, ở thị trấn Trường An, Đông Quảng, có rất nhiều thanh niên vô gia cư sống trong các đường ống. Họ thường sống ở hàng trên vì hàng dưới quá ẩm thấp, có cả phụ nữ sống ở đây nữa. Một thanh niên cho biết, anh đi làm đã nhiều năm nhưng giờ thất nghiệp không tìm được việc làm. Không có thu nhập, không đủ tiền thuê nhà nên phải ở tạm tại đây. Ban ngày anh vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để sạc điện thoại và nấu ăn bằng nồi cơm điện. Còn trưa thì ăn mì gói. Việc làm ở Đông Quảng khá khó kiếm, lao động nhập cư không thể tìm được việc làm và buộc phải ngủ ngay trên đường phố. Nhiều doanh nghiệp ở Đông Quảng đang phải đối mặt với các vấn đề như đơn hàng kinh doanh kém, chi phí sản xuất tăng cao và khó tồn tại. Ngoài ra, nhiều nhà máy đều rời khỏi đại lục đến các nước như Ấn Độ và Việt Nam. Các nhà máy lớn với 10.000 người ở Đông Quảng ngừng tuyển dụng, không được làm thêm giờ, không có cách khác để kiếm tiền, các cửa hàng đóng cửa, nền kinh tế thật sự rất tồi tệ. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở đây đã tăng vọt, thị trường bất động sản không có hy vọng phục hồi. Bắc Kinh trở thành ác mộng của người tìm việc, tất cả đều bị thất nghiệp đã vài tháng nay. Còn đây là video cho thấy rất nhiều thanh niên đang tìm việc làm. Nhiều người được hứa là sẽ được hưởng lương 16 tệ trên một giờ, khoảng 54.000 Việt Nam đồng. Nhưng khi thực sự trả tiền thì chỉ có 8 nhân tệ, khoảng 27.000 Việt Nam đồng cho một giờ làm việc. Họ rất bất mãn vì bị lừa. Một chuyên gia kinh tế nhận định, Foxconn đang dần dần rút lui. Những công ty tư nhân được xếp hạng giàu có cũng rời đi. Không có niềm tin đầu tư, tất cả các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đều nằm ườn. Số sinh viên tốt nghiệp có bằng thạc sĩ ở Bắc Kinh năm nay vượt xa sinh viên đại học. Họ cũng đều gặp phải vấn đề việc làm và không thể tìm được việc. Một thế hệ đã kết thúc.